Vẫn qua. Tiếp tục pha phạm lỗi. Tiếp tục là pha thẻ vàng dành cho Văn Dũng và thẻ đỏ dành cho Văn Dũng. Theo Dũng vừa rồi. Một pha đạp bóng của trung vệ Văn Dũng. Như vậy thì các cầu thủ VAR sẽ chỉ còn thi đấu với 6 người trên sân. Thì thẻ đỏ là hoàn toàn xứng đáng cho hậu vệ Văn Dũng trong tiếng vừa rồi. Cầu thủ chúng ta thi đấu với tinh thần thể thao, nhiệt huyết nhưng cũng không nên có những pha vào bóng quá ác ý. Rất khó khăn cho cầu thủ B2 trong trận đấu này. Khi mà các anh sẽ chỉ còn chơi với 6 người trên sân. Thời gian còn rất nhiều để cho các cầu thủ sống ngoài có thể tận dụng cơ hội cũng như lợi thế hơn người ở trận đấu ngày hôm nay. Tốt. Em đọc thay người thay em. Việt vào. Tí vào thân. Trong tay, cầu thủ xóm B2 có sự thay đổi người, rời sân là tiền đạo Văn Việt và vào sân là Văn Tí. Rất có thể là cầu thủ B2 sẽ chỉ thi đấu với vị trí rất thấp và cắm một vị trí tiền đạo là Văn Đạt ở vị trí phản công. Thời gian vẫn còn rất dài cho các cầu thủ sống ngoài. Một tình huống không đáng có đâu của Văn Dũng đối với cầu thủ Văn Quang. Chúng tôi đề nghị ban lãnh đạo của B2 chúng ta không còn những lời lẽ như vậy. Thẻ vàng dành cho Văn Hòa cho tiếng vừa rồi. Một pha đẩy sau đến từ Văn Đạt. Vào cũng không vào mà điên mà. Lợi thế rất lớn cho cầu thủ sống ngoài trong trận đấu ngày hôm nay. Thẻ 10 phút được. Thẻ đỏ 10 phút là vào. Thẻ đỏ là lại vào. Thẻ đỏ thì đúng là thẻ đỏ thì không được vào. Văn Huấn hết bóng rồi, phát bóng lên cho cầu thủ B2. Rồi cầm chìa khóa, thiếu được cả chìa khóa này. Theo chúng tôi đánh giá thì với lợi thế hơn người cũng chưa hẳn là một lợi thế lớn đối với các thủ sống ngoài trong trận đấu ngày hôm nay. Thích bóng rất hay đến từ Văn Huấn. Một pha sút bóng cực kỳ hay. Và để bắt đến từ Văn Huấn lại là Văn Huấn ghi bàn cho các thủ sống ngoài. 1-0 cho các thủ sống ngoài trong trận đấu ngày hôm nay. Rất khó khăn cho các thủ B2 trong trận đấu này khi mà các anh đang bị dẫn trước với tỷ số là 1-0. Cùng với đó là thi đấu ít hơn người. Quang chạy thì chạy nhanh thế. Quang từ từ thôi, đá thấp thôi, Quang ơi, đá thấp thôi. Tất cả những cầu thủ mà thẻ đỏ thì chúng ta sẽ không được vào sân.
Thế là cả hiệp 2 không có thêm người đúng không? Còn vào sân thì... chúng tôi cũng xin nhắc nhở ban lãnh đạo của bên sống ngoài. Văn Huấn vừa rồi ghi bàn, tuy nhiên anh lại mặc áo số khác, thế nên là bàn thắng vừa rồi không được tính cho Văn Huấn ở số 7 ngày hôm qua. Thế nên là Văn Huấn vẫn chỉ có 3 bàn thôi. Văn Huấn đã ghi 3 bàn là hat trick trong trận đấu ngày hôm qua. Thế là Văn Huấn anh đã mặc 2 áo trong 2 trận đấu khác nhau. Thế nên là bàn thắng được tính cho số 99 trong trận đấu này. Ban tổ chức chúng tôi cũng nhắc nhở tất cả ban lãnh đạo của các đội, chúng ta cũng để ý đến trang phục thi đấu của đội mình. Như vậy thì Văn Huấn vẫn đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 3 bàn thắng. Ngay sau đó chính là Đức Anh của bên phía sống ngoài với 2 bàn thắng trong trận đấu ngày hôm qua với các cầu thủ sống bến. Một pha bóng chạm tay đến từ Văn Hoạn. Trọng tài, các cầu thủ sống ngoài có sự thay đổi người. Người rời sân là Văn Quang số 10 và vào sân là Văn Phú số 21. Khỏe à, trâu như chó. Kéo thẳng lên, pha bóng đến từ Văn Ngọc. Nếu vượt qua các cầu thủ B2 trong trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ sóng ngoài đã vượt qua hai đối thủ sừng sỏ của mình, đó chính là sóng bến và sóng B2. Đổ luôn. Văn Huấn không vào. Pha cản phá bằng chân rất hay đến từ thủ môn Văn Lâm bên phía của B2. Thay thế đá vị trí hậu vệ trái của cho Văn Lâm ở mùa giải năm nay đó chính là cầu thủ Văn Hiếu. Tuy nhiên thì theo chúng tôi đánh giá thì Văn Hiếu chỉ thi đấu ở mức tròn vai chứ không xuất sắc như Văn Lâm qua những mùa giải vừa qua. Lâm bảo. Trọng tài, cao thủ B2 có sự thay đổi người, rời sân là Văn Nhật và vào sân là Văn Lâm. Như vậy là cầu thủ Văn Nhật bên phía của B2 đã bị đau và anh không thể tiếp tục thi đấu. Thay cho anh đó chính là Văn Lâm. Văn Phú
chuyền đi. Bú giãn cánh. Với lợi thế hơn 10 và có bàn thắng mở tỷ số thì các thủ sống ngoài đang thi đấu rất tự tin. Ui. Lùi đi anh ơi. Chạy luôn, chạy luôn, đúng rồi. Pha bằng da bắt bóng rất chuẩn xác đến từ thủ môn Văn Long. Cú chạy cánh thôi, cú đừng vào giữa nhiều. Rồi rồi rồi, băng thẳng lên đi. Băng thẳng lên đi. Pha cản phá rất hay đến từ Văn Hiếu. Nếu như không có Văn Hiếu trong tình huống vừa rồi thì rất có thể là Văn Huấn anh đã tung ra được cú sút trong tình huống vừa rồi. Pha tỷ đề rất hay của Văn Huấn. Văn Huấn là mẫu tiền đạo mà thi đấu theo kiểu thế lực và tung ra những cú sút cực kỳ uy lực. Văn Cường. Thì pha sút xa như vừa rồi rất khó có thể đánh bại được thủ môn Văn Lâm bên phía của B2. Tay. Tay. Trọng tài cao thủ B2 có sự thay đổi người. Rời sân là Văn Đạt và vào sân là Văn Phú số 12. Như vậy là Văn Huấn anh đã thay áo trong trận đấu ngày hôm nay. Anh đã về với vị trí số 7 của mình. Đúng anh. Đi. Làm sao? Đâu rồi?